Nhật ký 681. Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu tử giá. Tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa. Nơi lòng thương xót vô biên của người là tất cả sự cậy trông của tôi. Nhật ký 682. Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa ủy thác cho tôi đang được khởi đầu. Nhật ký 683. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh, tiếng còi mất tập trung. Nhật ký 683. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Thần Bản Mệnh. Ngài dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi băng qua rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng tên. Các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi: ai là cha linh hướng của con? Tôi trả lời đó là cha. Đang khi các thánh còn muốn nói thêm, Thiên Thần Bản Mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được, vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên, Thiên Thần Bản Mệnh nói với tôi: đây là tòa của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa. Nhật ký 684. Giờ thánh ngày thứ năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng tiệc ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa, thánh nhiên rạng rỡ, trắng người như tuyết. Toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi, linh hồn người chứa chan niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên trọn. Giờ đây chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Điều chính yếu của cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Suốt đời tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này. Nhật ký 685. Sau giờ thánh, khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy như vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn. Tôi sấp mình xuống đất trước mặt Chúa, nài xin lòng thương xót của người. Trong 2 giờ đồng hồ với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy và biết lòng thương xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả chỉ vì một tội.